Đến thăm chúc Tết và tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn của xã Vọng Đồng và Mỹ Phú Đồng, Đoàn Hội Cựu Chiến binh huyện Thoại Sơn đã ân cần thăm hỏi, chúc năm mới vui tươi, an lành đến các hội viên. Đoàn trao 15 phần quà của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, tỉnh hội và quyện hội cho các hội viên khó khăn. Ngoài ra, Hội Cựu Chiến binh các xã thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn cũng trao 500 phần quà Tết cho các hội viên.